Và một câu hỏi tiếp theo đó là bây giờ sẽ có những người nói rằng là tôi đã làm rất nhiều năm, tôi có nhiều kinh nghiệm, tôi đã tiết kiệm được cho công ty của mình rất nhiều tiền rồi. Vậy thì tôi có thể là bỏ bớt đi một cái phần nào nào đó trong cái khóa học của mình hay không? Tôi có thể chọn học phần mà không cần phải học toàn bộ khóa học, có được hay không ạ? Câu hỏi rất là hay. Riêng chương trình Lean Six Sigma thì không giống như các chương trình khác của Trump Partners, thì chương trình Lean Six Sigma các chị không bỏ bớt học phần được nha. Tại vì chương trình này chúng ta được học một cái chuỗi nối tiếp trong DMAIC, và từng cái chữ như vậy nó gọi là cái cổng thành, tiếng Anh nó gọi là toll gate. Thành ra nếu mà anh không qua đến cổng thành á, giống như hồi xưa mà anh Duy coi phim kiếm hiệp á, ông tướng đó mà ông dẫn quân đi đánh tới cổng thành mà ông tướng bị giết chết thì quân nó phải chạy ngược về, nó không chạy qua cái cổng đó được, đúng không? Thì tương tự như vậy, ở trong lúc mình làm dự án Lean Six Sigma, mình tới cái cổng thành là chữ D là bước define, mà mình bị giết chết thì mình phải quay lại mình làm tiếp, thì mình mới qua được bước tiếp theo là chữ M là measure. Và chương trình học cũng vậy, chương trình học được thiết kế theo cái việc là chúng ta đi theo cái lộ trình này, chúng ta còn đi theo lộ trình học và đi theo lộ trình dự án để đảm bảo là các anh chị làm dự án thành công. Và trong Lean Six Sigma thì có cái từ khóa rất quan trọng là làm đúng ngay từ đầu, right the first time, và làm đúng việc đúng, do the right thing right. Thành ra khi chúng ta làm dự án, chúng ta có một cái sai lầm trong doanh nghiệp á, là đến khúc cuối rồi chúng ta mới nhận ra là chúng ta sai lầm. Nhưng mà ở Lean Six Sigma không cho phép việc đó. Lean Six Sigma là nếu mà các chị sai lầm bước nào thì dừng lại, đi quay lại làm tiếp. Thì đó là lý do vì sao mà các anh chị không shortcut, không bỏ bước, thậm chí là không có thể là rút ngắn được. Và thứ hai là những cái dự án trước đó các chị làm á, thì nó phải phù hợp với đặc tính của Lean Six Sigma. Ở đây Trường chia sẻ một tí là dự án Lean Six Sigma trong doanh nghiệp vì sao nó thú vị, vì sao nó hay, và vì sao đó là cái công cụ tuyệt vời giúp cho các công ty hàng đầu trên thế giới phát triển á, là dự án này nó giúp chúng ta giải quyết những vấn đề mà chúng ta không biết giải pháp. Còn thông thường chúng ta giải quyết vấn đề chúng ta biết giải pháp thì nó không cần dùng Lean Six Sigma. Thì ví dụ nha, anh Duy đói bụng hỏi Trường là anh Trường ơi em đói bụng thì làm sao, thì đi ăn thôi. Anh Trường ơi xe hết xăng thì làm sao, đổ xăng, đúng không? Thì những cái dự án đó không phải là dự án Lean Six Sigma. Những dự án Lean Six Sigma nó thuộc dạng như thế này nè: anh Trường ơi, công ty em muốn giảm 5% lãng phí nhưng giờ em không biết làm sao, biết lãng phí đến từ đâu thì hãy làm Lean Six Sigma. Anh Trường ơi, tỷ lệ turnover công ty em hiện nay nó quá cao, nó là 20%. Bây giờ em muốn giảm nó thành 15%, em làm như thế nào? Em không biết, đúng không ạ? Anh Trường ơi, công ty em có 100 quy trình, bây giờ em muốn giảm 50% quy trình, làm như thế nào chúng ta không biết. Hay là công ty chúng ta có quá nhiều cái vấn đề mà chúng ta không biết giải pháp, thì Lean Six Sigma sẽ giúp chúng ta việc đó. Thì đó là đặc thù, đặc sản của Lean Six Sigma, sẽ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề mà chúng ta chưa biết. Thì Duy sẽ thấy là trong doanh nghiệp của mình nó có rất nhiều vấn đề chúng ta chưa biết. Và chính vì chúng ta chưa biết giải pháp, chúng ta giải quyết nó thì chúng ta mới tạo sự đổi mới sáng tạo. Và thứ hai á, là Lean Six Sigma nó không giải quyết gì đây kinh nghiệm nha. Tại vì kinh nghiệm đôi khi mình nghiệm lại mình thấy kinh, và nó vẫn thấy được vấn đề đó trong doanh nghiệp. Và rất nhiều anh chị hỏi rằng là tôi có rất nhiều kinh nghiệm, tôi làm việc này nhiều rồi, tôi không cần Lean Six Sigma. Thì câu mình hay hỏi là tại sao anh chị làm nhiều như vậy, anh chị làm lâu như vậy mà vấn đề nó vẫn còn nằm lại trong doanh nghiệp? Chứng tỏ là kinh nghiệm nó không giúp được các anh chị. Và Lean Six Sigma thì không giải quyết vấn đề dựa trên kinh nghiệm, mà giải quyết vấn đề dựa trên phương pháp luật. Và trong Lean Six Sigma nó có rất nhiều công cụ để giúp chúng ta giải quyết vấn đề trên phương pháp luật, và chúng ta phải đi tìm ra giải pháp. Đó lý do vì sao mà sau khi làm dự án xong á, chúng ta được cái khoản tiết kiệm, được cái khoản hiệu quả đó, thì rất nhiều người la lên là Eureka, là mừng quá, là trước đây chúng ta không có cách nào đi tìm ra được ánh sáng cuối đường hầm, đúng không ạ? Đó là chia sẻ thêm một số cái lợi ích về Lean Six Sigma.